Ê mấy bạn ơi, mình đã nướng xong rồi, giờ đây là chuyên mục nhát ba em hú. Nhát con ốc vô họng luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Tiên IQ và mình là Tiên đây. Tan, ngày hôm nay mình sẽ làm đó chính là món ốc bu nướng để ăn khuya nha mấy bạn. Có ốc bu, ốc nào ốc để đỏ kìa, ốc bu á. Không phải ốc Pháp rồi nha. Bỏ ốc lên nướng nè mấy bạn ơi. Ốc này mình đã luộc sơ rồi nha. Ốc bu không. Mấy bạn ơi, nướng ốc ban đêm á cho cảm giác nó lạ lạ, nướng ban ngày ăn hoài cũng thấy kỳ kỳ. Thôi mình nướng ban đêm ăn cho nó lạ lạ, nó ngon ngon, cho nó ấm ấm nha mấy bạn. Trời mưa này ăn đồ nướng còn gì bằng. Cái này là nước sốt đặc biệt nha mấy bạn. Mới nghe tiếng sen ghi về hả? Nó chưa tháo mặt anh. Nguy hiểm quá nha. Ui. Chơi nổ trời. Ôi trời. Ốc ngoài nướng nó vậy mấy bạn ơi, nó nổ bập bập khi nó nổ văng cái con ra ngoài luôn mấy bạn. Nhưng mà nó thơm lắm. Nè à, có con nào nổ văng con ngoài nè. Có. Ôi trời ơi. Thua xa mà ơi. Ôi ôi rồi. Đụm vô. Dữ vậy. Nó bay trời luôn. Còn con này chưa chế không? Thôi thôi. Con ngoài này chưa chế nè. Rồi á. Thơm quá. Mấy bạn biết không, cái nước sốt này mình là pha chế rất là ngon, đó chính là tương ớt, nước mắm, sốt vô nem misa rồi với đường nữa mấy bạn ơi. Ăn nhức nách luôn, ngon tiêu nữa mày. Luôn, tiêu nữa, hành nữa. Ừ. Thay vì mình nướng mỡ hành nhưng mình ướm bằng nước sốt, nó sẽ thấm vào con ốc, ăn cực kỳ bá cháy luôn mấy bạn ơi. Thơm mà béo hả? Ôi biết mấy con ốc nó nổ rồi, mấy con ốc gì không? Mấy con ốc Pháp hả? Ừ. Ốc bu nó không có nổ hả? Ốc bu không có nổ. Ê có mấy con nó cạn hết nước, nó sắp khét rồi kìa, lấy mâm đi. Đâu đâu? Có mấy con trong này nó sắp khét rồi kìa. Vậy lấy mâm đi. Ừ. Thanh 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 thanh. Gấp ra mấy bạn ơi. Con này có ốc không? Mấy con này chưa nóng. Coi chừng chưa chín luôn á. Chín rồi. Chóc mài rồi, chín rồi. Ê. Có con cái giữa khét rồi kìa. Nè, à. Con đó đó, ừ, không còn miếng nước. Nó đâu có ruột đâu. Ruột nó nổ, văng xuống kìa. Dưới rồi. Văng kìa. Ừ, văng dưới rồi. Đó, cái ruột á. Ngon quá à. Kìa mấy con kia lòi ruột ra hết rồi kìa. Đó, này hai con đó. Con kia lòi ruột ra ngoài rồi kìa. Kìa. Đó, cái ruột nó ngoài kìa. Con này phải không? Đúng rồi. Ghê trời, bỏ vô. Mấy bạn biết không, mấy con ốc này đâu ra không? Mua. Bậy, mẹ mình mới sáng sớm là tay cầm vợt, tay cầm xô đi bắt ốc rồi đó. Thấy mẹ mình giỏi chưa? Lúc mà mình còn đang trong chim mơ mấy bạn. Đang trong giấc mộng ngủ say á. Ốc bu không luôn á, bữa nay là ăn ốc bu không luôn á. Có vài con ốc Pháp, chút sẽ cho Phú ăn ốc Pháp. Nó này nó không có ra đâu. Có, mới năn nỉ cho Phú ăn với kìa. Sao nãy giờ tao thấy nó tới đây đâu.
Nãy giờ tao ở đây lâu lắm mà tao không thấy nó ra chào hỏi tao gì chưa. Phú đang chơi game mà hôm quá không thể nào kiềm chế được. Là hello, xin chào bạn, mình là Phú nè. Cứ nhìn đi. Khó quá. Quá là hiền luôn. Sáng ngày ăn ốc quỳ gì rồi bây giờ còn thèm nữa trời. Không có sáng mà ăn ốc đắng ruột mà ăn mấy con không ngon. Ủa không đã. Kìa trời. Quá là hơn luôn. Là anh đi pha chế cái nước sốt về mà nó hơn chịu không nổi luôn nha anh Tiên. Ba chai nước mắm. Ba chai mắm gì hả? Rồi nấu cho nó kẹo lại thành một tô. Rồi có gì nữa? Hết rồi. Sao phú hai có cái họ hậu chanh nữa mà. Hỏi hoài. Nhét con ốc sống vào họng vậy. Ớ. Vô. Ok mấy bạn ơi, mình đã nướng xong rồi. Giờ đây là chuyên mục nhét ba mém hú. Nhét con ốc vào họng. Rồi, chót hơn sò não rồi. Cái mặt kìa, chạy chạy qua quay vô mặt đi. Nó tiếc đầu rồi nè. Mướn. Sao, tiên cứ quay dẹo quá nhờ. Gì vậy? Sao? À, nước miếng. Anh tiên cứ quay dẹo quá nhờ. Vô rồi mày. Vô ngồi đi, cứ tôi ngồi ở đây mà sợ gì trời. Tức gì? Ghê à? Tức á. Này là đặt á thấy lộ bóng rồi đó. Ít thôi, để chi nhiều có ai ăn đâu. Ít thôi nha, không nhiều. Vì nhiều thì xe chua lắm. Ghê hoài luôn. Cho cắn cái coi. Không mấy ơi. Cho cắn cái coi. Này thấy là hết có được chưa? Đâu. Quá là được chưa? Đâu cắt ngôi. Nhưng mà mày cho cắn miếng rồi. Thôi. Sáng mạnh cái thôi, thiệt mạnh coi. Dạ một cái. Sao ăn mà nó cứ bị áp lực. Ok, giờ mình mời mấy bạn có ốc bu nha mấy bạn. Đây. Ngồi xuống đàng hoàng. Lớn. Nữa. Nhát kiết nó không chạy luôn mấy bạn. Đây, đây chính là một con ốc bu. Ngọt chi chứ, chết vô sợ quá. Mời mấy bạn nha. Đâu, chú chín. Hồi chưa chín nha. Thầy con chim. Nãy mà, chú chín một nửa nhỏ chứ, tại vì nhỏ. Chín nha. Nước rồi, nước rồi. Ghẹo hoài. Sao, hả? Sao nãy Phú ấy đi nhả hôn cuộc ốc ốc dụng rồi. Chính vậy. Rồi, nó dụ mẹ. Chắc chưa? Chắc chưa. Rồi. Ok, bây giờ mời mấy bạn hướng hức chung với mình với Phú nha. Ok. Ok. Mời mấy bạn. Tức á. Ừ, ngon. Dạ, tức á nghe trời. Gì trời? Gì trời? Có ốc sẽ được tức. Khoe mà hàm răng hoài, hàm răng hú khoe hoài. Vậy? Mới nói vậy? Thôi, hàm răng, cố anh Tiên thơm. Thơm cỡ nào? Thơm cỡ nào? Tôi kêu anh Tiên thử thách 6 ngày 6 đêm không đánh răng. Miệng thúi dẫn đi gặp người yêu coi Phú. Kêu anh Tiên đi. Thử hết 6 ngày 6 đêm ăn ốc, dù có ỉa chạy tại chỗ vẫn không về, dù có mẹ kêu cũng không về, cha lên kêu cũng không về. Gánh con. Chưa. Quần dính xích cũng không về. Gánh con. Con chó
luôn. Bảy giờ. Bảy. Cho lại liếm đít cũng không cho liếm luôn. Hết chưa? Hết chưa? Còn Phú thì thử thách gì biết không? Thử thách. Rồi. Ơi. Mưa luôn. Ngồi ngoài mưa thử thách, ngồi ngoài mưa ăn luôn. Ừ. Dù có mưa cũng không vô. Mẹ kêu mẹ chửi cũng không vô. Dù có mưa ở lớn cỡ nào cũng không vô. Nó ọt tới rồi kìa. Chút xíu là tao thấy vô nhà cái ngậm hai con ốc vô nha. Bút phết quá. Ngon không? Mưa lớn ở nhà không được nha, không ổn nha. Hồi phải vô nhà nha. Gì hả? Nói nó không vô mà. Nói thử thách kỳ trời. Gì anh Tiên? Tao đang lựa ốc bu. Ta hai này mà chấm với mút ớt ngon hết trời. Tớt đó dầm ra. Dao không chị ba? Cắt chéo ra hả gì? Khó lý đầu mình. Nhúng mình như kia chín rồi. Chín chưa? Phú ăn dữ trời. Thử thách 6 ngày 6 đêm ăn ốc luôn nha. Rồi, thêm nhiều ra. Vô cho cả trà đá được không? Hả? Đừng có chết người. Cho cả trà đá được không? Được. Sao okay. Mai không? Cho cả trà đá hay ta dọn hết vô rồi ngồi. Vô đây nè, ngồi luôn. Xuống đất ngồi luôn. Là trà gì? Trà đá. Trà đá không? Trà khúc hiếu. Ủa sao nói 6 ngày 6 đêm không vô mà giờ lấy trà đá? Tiếp tục. Phú cũng sợ ma quá. Trà đá tới rồi, trà tiếp tục nha. Con ngon quá. Chị ba mới ăn rồi, chín rồi. Chín chưa chị ba? Chín ngon lắm luôn. Chắc không? Thiệt. Chắc nha, để mai mai Phú học ỉa. Mày thử thách tụng đây mà mày đi học gì? À quên. Nghỉ học luôn, cô giáo có mắng vốn vẫn không đi. Dạ à. Chị có thử thách 6 ngày 6 đêm nghỉ học không? Không, không, không được. Cô máng vốn mời phụ huynh cũng không sợ. Dám không trời? Dám không? Không. Mẹ chửi mẹ quýnh cũng không sợ. Không về nhà luôn, let's go. Không đi let's go. Có ốc lỡ đâu quên đi. Ăn thì ăn đi. Trà thiệt á, trà thiệt á. Thôi thôi, ốc bu. Vô. Chín chưa? Hơi giòn. Ốc bu nó vậy á. Ông nhỏ rỉa rỉa cái gì dữ. Lỡ cái con trứng mà mần ốc hả? Đang mần ốc hay gì á? Quất sao? Quất cha 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 tạch không? Nhịp điệu nhịp cha cha cha. Đúng rồi. Sao nhịp điệu đó làm sao không? Nhịp điệu nhịp cha cha cha. Muôn nhanh nhú. Nói gì? Quá trên mạng nói gì? Nhịp điệu nhịp cha cha cha. Muôn nhanh nhú. Trời ơi, làm thế ổng mà đánh cái đùng dân phủ nhảy đầu đâu ngồi. Hôm nay mình sẽ kể cho mấy bạn nghe về một câu chuyện, đó chính là Dông Nhi nha mấy bạn. Thì đầu tiên đó chính là có một đứa bé trong không gian âm u. Từng cơn gió về âm. Nghe tròn lên đùng đùng đùng. Thôi ta dẹp cái mâm luôn. Thôi đừng kể chuyện ma. Dạ qua không? Qua để đây là ăn. Chết rồi bưng rau rồi. Qua thôi vậy đổ chỗ Phú Ngọn kia đi. Ờ nè. Ủa sao bữa mày cũng đổi chỗ mày đòi ra ngoài giờ mày vô trong? Chứ sau nay Phú ngồi bên đó nó cứ lạnh xuống lưng á. Gì vậy? Chưa. À, rồi xích ra vậy phải không? Để Phú kiếm lấy cái chai nước chặn lại. Em cũng nhái rồi. Thì mấy bạn ơi, câu chuyện nó bắt đầu từ gì ạ?
sợ nha. Thường thường này tánh thuốc sợ chưa anh Tiên, khà khịa dữ lắm, tánh thuốc sợ chưa anh Tiên nào ghê. Rồi cuối cùng có sợ không? Lên đùi tao nè ngồi. Lên đây nè. Mở ngăn ra. Vui vô. Ơ thôi vui vô thiệt ông nội ơi. Ơi bể điện thoại. Bể điện thoại. Còn giờ sao nha. Thôi cho mày cho. Chết rồi, chết rồi. Dân rồi em ơi. Ông ổn à, chưa kể rồi mới lăn xăng quá. Bắt đầu từ một gia đình không mấy gọi là hạnh phúc mấy bạn ơi. Sau đó hai vợ chồng sanh ra được một đứa con. Thì sau đó hai vợ chồng cứ gây lộn tranh cãi gì đó. Sau đó là ly dị. Rồi bà vợ thì ôm theo đứa con. Sau đó lập một gia đình khác. Nhưng mà khi mà mấy bạn biết là cha dượng con của bà đó, đó là bà đó lấy ông khác, thì nó sẽ ra là đứa con nó sẽ kêu ông đó bằng cha dượng. Thì người rồi cha tới dưỡng, khúc sợ trên tiên. Thì người cha dưỡng đó là chắc chưa có, nó không có được hiền lành, không có được thương hai mẹ con đó mấy bạn ơi. Tối ngày cứ đánh đập hai mẹ con đó không à. Có một hôm á, thằng con của bà đó lỡ lấy mấy cái trứng vịt ăn. Ờ đúng rồi, lấy mấy cái trứng vịt ăn, sau đó là... Đâu hả? Đi đâu hả? Nãy cũng mới nghe tiếng gì hú. Ai đầu hú? Ghê lắm. Đầu lao ghê. Lạ lắm. Tiếng xe em ơi. Không. Ừ. À, đúng rồi, tiếng xe. Rồi giờ sao ngồi ngoài phải không? Ngồi ngoài. Ừ, ngồi ngoài. Đổ bên cho. Cả giờ chưa kể gì luôn á. Rồi 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 tới khúc sợ trên đi. Sợ quá phải ăn cho đỡ sợ. Mấy bạn ơi, ông Phơ với thằng nhóc đó lỡ ăn mấy chiến dịch đó. Cha dượng thấy được ông tán đầu cái bạch gì nè. Nữa, cái tay mới chứ. Cái cắm đầu. Cái đầu mới gọi kìa. Cắm đầu xuống cái mương mà mương sình đó mấy bạn. Không biết sao nó xỉu dưới rồi sau đó nó chết ngay cái mương, ngay cái kế cái hàng rào đó luôn. Cưới cái hàng rào nào? Cái hàng rào mà cái giáp ranh giống mày vậy đó. Chu vết. Giáp ranh giống nhảy vậy không? Chu vết ông nội ơi. Dịch mà. Giá đầu cắm xuống mương giống vậy luôn á. Mà sao nó kỳ kỳ. Ừ. Mà sao cầm thôi, cái... thôi đừng có hỏi để tao kể mày ơi. Mà sao cầm cái trứng vịt hổng vô nhà ăn mà cầm ngoài sợ hả? Ổng chửi lén ra ngoài ăn. Cái ổng phát hiện tán ọc đó. Cái đầu cắm mới đầu xuống mương chiều. Cắm cái đầu xuống mương cái chết luôn ở dưới mấy bạn. Tức thiệt chứ. Nhưng mà ông ở đó ổng không vô, không nói cho bà vợ biết. Ổng biết chết. Ê, rồi chết tiệt. Cái ổng chôn ngay đó luôn mấy bạn ơi. Ông chôn chết rồi. Ông đào đang đào quá nhỉ. Ông đào cái mồ, ở đào cái lỗ chôn nóc cái ngay đó luôn. Chút ông ra phát hiện chết đó, ông chôn nhỏ ngay đó luôn. Không? Ui sợ quá. Và sau đó bắt đầu nè. Bắt đầu mấy bạn biết con nít này nó chết sớm nó phá thế nào đúng không? Nó có đá banh không? Ừ, có, nó hay đá giò lắm, như té đá cho té rồi này kia vậy mấy bạn. Chụp giò. Ừ. Vậy nha, kìa kìa ông xuống rồi cơ. Dần trong tay ta té phải không? Ừ. Mấy bạn biết không, cái sau đó đó là cái miếng giường kế bên. Bắt đầu là có một cái anh nào ở sớm. Cái gì sợ sợ? Mà cứ lạnh lắm mưng. Rồi trời đổi mưa mày ơi. Được không? Thiệt, vô ngồi. Ừ, vô ngồi. Mưa lạnh á. 6 phút cho vô hát đi ngồi. Thôi. Thôi, lớn rồi. Lớn là lẹ đâu kể cho người ta nghe mày là người ta tụt cảm xúc, người ta chửi mày nữa. Rồi anh Tiên kể tiếp đi. Phút ngồi phút sợ sợ ăn trong hầm. Âm hầm nặng lẹ. Tội nghiệp. Thì mấy bạn biết không? Cái lúc đó đó là người ta mua một miếng đất sát bên là ngay chỗ gần cái hàng rào đó. Hết chơi đi. Đâm gãy hai cái tâm. Hết chơi đi chị ma. Chưa. Đi về dưới kể chuyện ma chị bê. Khoan mày đỡ tiền. Rồi xong, rồi vô nhà đi. Ai về dưới rồi kể mày ơi. Giờ có ăn đàng hoàng không? Ok. Quá mệt mỏi. Tập bông con mắt mày bây giờ. Chết rồi.
Lúc đó anh đó lên thăm vườn mấy bạn thì nghe một tiếng khóc của một đứa con nít ở ngoài hàng rào. Cái ảnh ra, ảnh ra anh hỏi làm gì con cái nhà ai ngồi đây khóc. Cái bắt đầu nó mà cái có hỏi ai đó buổi sáng hay buổi tối ta? Ban ngày luôn. Ban ngày. Ừ. Cái anh đó hỏi nó là con cái nhà ai ngồi đây khóc. Buổi sáng không sợ hả? Cái rồi. Gãy tâm luôn. Nó rồi một cái đâu ta nó lạnh sống lưng luôn mày. Tôi đang nhập tâm. Ừ, lắm này bạn biết không? Buổi sáng. Chắc có đồng hết trao tập hai hình. Kể chuyện ma không được. Đâu hài cực mà. Cái mặt của cái mặt của anh Tiên kiểu bó gần với thằng Phú này. Kể nó đi. Không kể. À, mày ngồi im chưa? Gớt con ốc. Ôi chết tiệt. Gớt con ốc luôn rồi. Phải làm sao, phải làm sao thôi. Cho bút cho ông. Ngồi im. Thì lúc đó nhỏ nó nói vậy nè mấy bạn. Đừng có ghê. Nó nói gì nè? Nó nói là nó đói bụng. Con đói lắm. Con lạnh nữa. Con đói lắm. Tại nó té mưa nó chết rồi mấy bạn. Nhưng mà nó ngồi trong rất là bình thường. Con đói lắm, con lạnh lắm. Cái ổng hỏi có muốn ăn gì không. Ổng đem bánh ra rồi cho ăn. Nó giờ con thèm trứng gà. Cái ổng đem mấy cái quả trứng ra cho nó ăn. Cái sau đó đó là ổng ở đó ổng giữ vườn mấy bạn. Cái vợ con ổng nhớ là ổng lên thăm mà ổng. Cái bắt đầu cái đứa con của ổng á cứ ra cái hàng rào đó mà đứng cười rồi ngồi cười rồi kiểu như mà đang chơi với ai nhưng mà ổng giờ bị ổng thấy cái ổng cứ nghĩ trong đầu ôi nó kiểu như mà nó ngồi đó nó mát hay sao hay hợp tâm trạng nó vui nó cười kì nhưng trời. Mà thật ra là nó đang giỡn với cái đứa bé đó, nó đang giỡn với cái đứa bé đó mấy bạn ơi. Bằng ốc lâu chưa mới bằng được con ốc sao. Cái bắt đầu á nó vô nhà nó lấy mấy cái trứng gà nó kêu mẹ nó luộc. Gì vậy, đem, vậy? Đem ra cho cái thằng bé đó. Ê cái tai nha, cái tai nha. Sao vậy? Nó đem ra cho cái thằng bé đó mấy bạn ơi. Thì á ba mẹ ba hỏi mày lấy trứng của tao đi đâu. Gì? Cái thằng đó nói con đem ra cho bạn con. Ủa bạn nào đó? Nó đứng thường thường ở ngoài kia nó đứng có một mình nó mà bạn nào trời. Ủa alo. Ủa alo các bạn nào. Cái bắt đầu á nó mới nói trời ơi con chơi hổm gà với bạn ở ngoài mẹ không thấy hả. Cái mẹ nói vậy thôi đem ra ngoài bạn đi. Cái ngày nào nó cũng lấy trứng gà đem ra ngoài hết mấy bạn. Rồi cha nó phải nghi ủa nó chơi với ai ta. Ủa nó chơi với ai ngoài mà nó đem trứng đem bánh ra ngoài hoài. Cái bắt đầu ổng mới rình. Ổng thấy nó lấy cái trứng nó chọi vào cái hàng rào gì đó. Chọi qua chọi qua. Nó cầm cái trứng nó trộn qua cái trộn lại trộn không lại. Nó trộn qua cho thằng kia ăn à, nhưng mà ổng không thấy thằng kia là ai hết à, rồi bắt đầu á đứa con vô nhà tắm rửa ổng mới lại cái hàng rào ổng coi mấy cái trứng đó là kiểu như mà chưa có đập ra nhưng mà ở trong ruột thì nó trống rỗng hết rồi. Ồ nha cứ tới khúc sợ nha ở trong ruột nó rất là trống rồi sau đó á ổng mới cấm cái đứa con của ổng á mấy bạn cấm không cho ra ngoài hàng rào nữa. Qua ngày sau đứa con ổng bị bệnh liền. Chú cứ qua chị ba ngồi đi. Người ta làm gì? Rồi anh Tiên kể đi. Qua ngày sau đứa con của ổng bị bệnh liền luôn mấy bạn ơi. Quay bên kia kìa. Không. Ngồi bên kia nó có cái gì á. Có cái gì? Nó lạ lắm. Đấy rồi. Đấy rồi. Không sao. Dạ. Không ăn nữa hả? Không có. Không ăn dẹp nha. Thôi ăn, để con nghe nhớ. Con nghe nhớ. Ăn đi. Để em. Anh Tiên nói Phú ăn đi. Biết rồi. Nghe không? Nghe. Nghe rõ chưa? Nhét vào ốc vô họng nó liền Phú. Thì mấy bạn biết không? Tới đâu quên mẹ rồi, Phú nó nhoi quá mấy bạn ơi. Tới ăn cái trứng gà. Nghe, yeah, quên rồi. Ăn rồi. Ăn rồi. Ổng mới ra ổng rình thằng con bị bệnh rồi. Tại sao mà anh Tiên quên rồi. Mày ăn đi. Chị ba nhắc mà chị ba hạ thú à. Mày ăn đi. Tao kể đi kể lại là làm một chút mày mập mỏi á. Hay là
đừng hổ lạnh. Nhét chéo cửa họng. Thì lúc đó thằng con nó bệnh sốt luôn mấy bạn ơi. Rồi bắt đầu á, cái thằng em bé nó nhập vô xác thằng con nó, tại hai đứa nó hợp mà. Nó mới nói vậy nè. Hết hồn. Ông á, ông ra ngoài ông cắt cho tôi một cái nhà ngay cái hàng rào đó cho tôi, chứ không là tôi sẽ theo tôi ám thằng con ông nó bệnh sốt. Rồi, vẫn là thằng con nói luôn nha. Thằng con nó nói với thằng cha vậy á. Thế không chịu. Ông cắt một cái nhà bên kia cho tôi, chứ thôi là tôi sẽ theo tôi ám thằng con ông bệnh sốt. Thế không chịu. Lúc đó người cha đã nghi rồi mấy bạn ơi. Ôi, hết rồi. Lúc đó người cha đã nghi rồi. Sau đó đó, người cha mới hỏi hết người này người kia vòng vòng ra gần miếng đất đó đó. Chị ba làm gì chị ba? Mày giật con ốc mày dằn cái đó vô con mắt tao chứ gì? Ở gần miếng đất đó đó mấy bạn. Cái sau đó đó là cái người ta chỉ đi thầy. Người ta chỉ đi cái thầy gần đó cũng hay lắm, cũng giỏi lắm. Đâu dắt thằng bé lại đi. Người ta nói á, có duyên lắm á, thì ổng mới chị, còn không ổng sẽ không chị cho mấy người mà tùm lum lâu lâu. Y như rằng tiên đoán nha mấy bạn. Ông thầy ổng đứng trước cửa, ổng đợi cha dắt đứa con tới. Ổng nói vô đây cho thầy, vô đây quỳ xuống phanh tay lại cho thầy lẹ lên. Ổng kêu đứa con á. Ai thầy nào thầy, kêu ông thầy mà chữa pháp, thầy pháp á. Ừ, chứ phải thầy Văn Bá Tấn quá. Ừ. Cái gì mà có thầy Văn Bá Tấn đi. Đừng có chán người quá. Lại phải nữa. Thôi cho nổi rồi giờ. Nữa, chạy gầm tới nữa. Trong không gian âm ô, từng cơn gió rồi âm. Chị trời. Thì mấy bạn ơi, cái ông thầy đó, đó xuất hiện vậy nha. Gì vậy? Anh tiên kệ bạn mẹ anh tiên đựng đụng gì Phú á. Làm nó gớt cái cục PD. Làm gớt con ốc. Ông gớt cái cục PD ra luôn à. Ông phải, ông mới đứng bên đây cái ông xuất hiện qua bên đây nè. Ông hỏi đứa nhỏ con cái nhà ai mà đi phá con người ta như vậy. Cái đứa bé nó mới kể là cái ông cha dượng xưa vậy đó. Nhưng mà ông cha dượng với bà vợ thì đã chuyển nhà đi mất tiêu rồi, đâu có kiếm biết ở đâu đâu mà bắt. Hồi xưa gì mà vậy ba? Mưa. Cái sau đó đó mấy bạn. Chắc cái gì đổ bên đây giật bên đây thì chà. Trời cục PD rồi nha. Rớt cục PD luôn à. Trời ơi ai trời. Đừng tốt ngủ được chưa. Trời ơi 7, 13, 14 tuổi rồi tốt không ngủ được bây giờ. Thì rồi sau đó cũng chữa hết cho đứa bé đó. Và sau đó cũng siêu thoát cho cái cậu nhóc kia mấy bạn ơi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Mong các bạn xem câu chuyện này mấy bạn đừng có rùng rợn mà kém phần thú vị như của ông Phú nha mấy bạn. Trời ơi cái này không có gì sợ mà hài quá. Nè không sợ là nó vậy nè mấy bạn. Thôi sợ. Để bây giờ mình sẽ donate thêm một câu chuyện cho nó khám khá. Thôi vậy Phú sợ đi rồi. Thôi sợ để tiên. Sợ thiệt. Lúc mà con Phú ngồi trong lòng của một cậu bé tên là Tiên á mấy bạn. Thì ở ngoài sao. Thì ở ngoài sao lúc mà có bà cố mà chung rồi sao đó mấy bạn. Bà ao tới như một ngọn gió. Chụp lắm. Làm gì nè, bắt chịu đi nè. Sao mày hổn với bà. Đừng ghẹo mày ơi. Tối nay nó ngủ bà. Không được bây giờ. Cái bà cố mới nói nè. Sao bên đây quên đây kì vậy trời. Không phải là cố bên nói nếu con mà còn như vậy nữa, nếu con mà không có, nếu con mà còn ích kỷ tham ăn tham lam nữa. Tham ăn. Rồi mày chọn chúng bả kìa. Hết hồn. Thì bà sẽ về đây. Ủa sao nói một mụn mắc cười vậy. Đừng đi à. Ăn lẹ tao về rồi nè. Mưa tới rồi kìa. Khép hết lại. Hết chợ rồi hả? Hết rồi. Thì lúc đó bà cố mình nói với bạn. Nữa. Cái gì trời. Ghê mà. Thì tao vô tao kết thúc cái câu chuyện của tao. Tao chưa kết thúc câu chuyện. Xong. Chút nữa là vô ngồi đi xíu nè. Ráng chịu đựng xíu nữa đi. Nha. Má ghê lắm nha. Đồ lòi cái bóng này nha. Có bóng mà trời, cái gì cong cong cái tay vậy.
Búng búng nó lên không? 19 à. Trời. 19 à. Trời ơi trời. Không minh tiền cái coi. Rồi, bắt mụn cốc. Nút lưỡi cái coi. Thôi. Cái gì trời? Ờ, rồi. Trời. Tao tao thấy xuống nó lên đồng. Chúng nó lên đồng rồi. Gì vậy? Đi làm công chúa hay gì vậy trời? Chắc là mệt mỏi. Bà cố nhập á, nếu mà mày con gái thì bà nhập mày nữa. Rồi, mềm liền. Ui. Đâu, cu bự chưa? Đứt á. Ôi. Đừng, tưởng nghe hú. Ờ. Thì lúc đó bà cố mình nó mới là quá bất lực. Bà cố mình mới nói với ông Phú gì nè. Thôi để cho ăn đi mà. Thôi ok mấy bạn ơi, nãy giờ ghẹo ông Phú chơi thì cũng vui, nhưng mà bà cố mình ngồi kế bên là nói thiệt thì bà ở trong bàn thờ, ở trong nhà kìa. Không tin mày bước vô cửa phải thì bà ở đây nhìn mày không? Không. Mày bước vô ngay đó mày thấy không? Nhìn lại bàn thờ. Nó đâu dám nhìn. Thấy gì không? Nhìn vô bàn thờ. Thôi vậy. Thôi thôi ăn đi, mệt quá. Ok mấy bạn ơi, đừng về tao không quay cho luôn bây giờ. Để mà ngày hôm nay cũng khá là dài rồi. Nếu mà như các bạn thích cái video này hay và thú vị, đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha mấy bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bye bye. Bye bye. Mày cùng chú đi. Bye bye các bạn. Bye bye. Các bạn nhớ đăng ký cho Là Tiên Lừa Ai Vui nha. Bye bye.